15, 17, 43, 59 và 46 thì 61 sẽ là tuyến xe buýt thứ 7 đi qua địa bàn huyện Đông Anh. Và với điểm đầu là Vân Hà thuộc thị trấn Đông Anh và điểm cuối là Mê Linh ở trên Vũ Phúc. Đây là một tuyến xe buýt mới mở từ ngày 1 tháng 11 năm 2012 và vì thế chúng tôi chắc chắn rằng các vị khách của tuyến xe buýt số 61 sẽ có rất nhiều điều để nói với chúng ta về tuyến xe buýt mới này. Và bây giờ hãy cùng nhóm phóng viên Hoa 360 khám phá điều đó nhé. Xin chào các bạn, hiện giờ Thủy Dương đang đứng trên tuyến xe buýt số 61. Và trước khi Thủy Dương cùng với nhóm phóng viên Đông Anh 360 chuẩn bị xuống bến xe buýt tiếp theo thì chúng ta hãy cùng trò chuyện một chút với anh tài xế lái xe buýt tuyến số 61 đây nhé. Xin chào anh ạ. Vâng, cho em hỏi là về tuyến số 61 này theo anh quan sát thì đối tượng chủ yếu đi xe là đối tượng nào? Về vấn đề khách hàng thì từ hôm 1 đến giờ thì có nghĩa là hôm nay là đến 4 hôm thì đối tượng đối tượng này hay gặp hiện nay là cái đối tượng học sinh và sinh viên. Thế thì anh có thể cho em biết là đối tượng học sinh viên ở đây là đối tượng các trường nào ở trong cái trung tâm này? Tôi thì mới lái xe tuyến này thì về cái địa danh địa phương là tôi chưa được rõ lắm, nhưng mà trên thực tế thì tôi có biết là ví dụ như là trường cấp 3 Liên Hà này, hay là trường cấp 3 Vân Nội, trường Phạm Ngũ Lão, hay là một số những trường của bên Mê Linh. Bên cạnh hiện nay là phụ xe của bến xe 61, xin chào anh ạ. Hiện nay theo những gì em được biết thì các tuyến xe như là 6153 đi qua thì bán thị trường Đông Anh thì tổng rất đông vào các giờ cao điểm, thì và nhiều khi chỉ các học sinh thì thường nó không thể check được trên các tuyến xe đấy. Về nhà em đã chuyển và sáng nay là lái xe.
xe đến xe qua nhà khách hàng. Dạ vâng ạ. Sau chuyến đi ngày hôm nay, chúng ta có thể nhận ra được một điều rằng các phương tiện công cộng ngày càng trở nên nâng cao hơn về cả chất lượng và số lượng. Và nhóm phóng viên Đông Anh 360 thực sự hy vọng rằng sau chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thì các bạn có thể thêm phần nào yêu thích hơn và có thể tận dụng được những lợi ích mà tuyến xe số 61 sẽ đem lại cho các bạn. Và thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau của Đông Anh 360.